Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Giờ hôm nay là một ngày thứ năm đẹp trời, trời rất đẹp, mà hoa cũng rất là tuyệt vời các anh chị. Đó, các anh chị đang nhìn thấy đó chính là gì? Đó chính là cây tai nan gòn. Này các anh chị, có tem luôn nha. Đây nè, tai nan gòn. Đó, hoa rất là đẹp. Hoa này thì nở lâu rồi. Hoa này thì nở căng. Đó, nở căng. Hoa này thì mới bung hồi sáng thôi. Đó. Nè, nên cái nó chưa có căng lắm nè, nó còn cụp cụp lại nè. Còn cái này nở rất là căng luôn nè các anh chị, tai nan gòn. Trời, nó đẹp gì đâu á. Ở ngoài nó còn đẹp dữ nữa các anh chị nhìn trên màn hình thì nó không có đẹp bằng ở ngoài đâu. Ở ngoài rất là lộng lẫy luôn. Rất lộng lẫy mà nó thơm nữa các anh chị, rất là thơm luôn nha. Này cắt lay da tai nan gòn ha. Tới cái loại nào thì Lâm sẽ để mặt hoa cùng giá bán trên màn hình nha các anh chị. Đồng thời Lâm sẽ báo giá liền cho các anh chị luôn để các anh chị khỏi phải chần chừ nữa. Thì đầu tiên cái tai nan gòn này á thì giá của nó là 130.000 các anh chị ha. Sao như thế này. Đó, 130.000. Nó Lâm thuần rất là lâu rồi. Nè, rẻ nè các anh chị, ghê chưa? Rẻ khủng khiếp lắm. Quá trời rẻ. Thì ship đi có lẽ Lâm sẽ rút cái chậu này ra ha cho nó gọn. Nó 130.000 nè. Có nụ nè các anh chị. Có một số cây đang nụ nè, thấy chưa? Này có cái tim nụ trong đây rồi. Đó. Cây rất là đẹp luôn các anh chị, cây xanh mướt luôn ha, tai nan gòn. À đây nè, có nụ nè các anh chị. Đó. Cái này cái mèo nó nhỏ xíu thôi, cái mèo nó nhỏ xíu nhưng mà nó đã lú nụ rồi. Nè. Đó, bên này nữa nè, thấy chưa? Đó, cây rất là mướt luôn các anh chị, tai nan gòn 130.000 nha, 130.000. Kìa, đó, nụ á. Này chắc khoảng 2-3 ngày nữa nó sẽ bung. Đó, xuống coi rễ nè các anh chị. Đó, xuống coi bộ rễ nè, ghê chưa? Rễ y như cổng giá luôn, đầu xanh mướt. Đầu xanh lét. Đó, đầu nó rất là xanh luôn. Đẹp chưa? Tai nan gòn nha, tai nan gòn 130.000. Đặc biệt nha, hôm nay các anh chị nào mua 5 chậu á, bất cứ loại nào luôn, tùy theo các anh chị sở thích của các anh chị. Mấy anh chị mua loại nào cũng được, mà miễn từ 5 chậu trở lên thì 10 khách hàng đầu tiên Lâm sẽ tặng thêm một chậu ngẫu nhiên nữa. Chậu ngẫu nhiên Lâm để đằng bìa cái luống kìa, chút Lâm giới thiệu cho ha. Còn này là đầu tiên là tai nan gòn của mình. Ôi, hoa nó thơm lắm các anh chị ơi, hoa nó thơm cực kỳ luôn. Mà nó đẹp nè, màu cam mà lưỡi nó đỏ. Mà nó ở đây cái ở giữa cánh này nó có chớp chớp nè, nó sẹt nè. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, tai nan gòn 130.000. Riêng đặc biệt các anh chị mua 3 chậu là Lâm đã miễn phí ship rồi nha. Đó, đầu tiên Lâm sẽ nhắc trước các anh chị luôn là mua 3 chậu Lâm sẽ miễn phí ship, còn mua 5 chậu Lâm sẽ tặng thêm một chậu ngẫu nhiên ở đằng kia nữa cho các anh chị về các anh chị sưu tầm chơi thôi ha. Đó. Mua 10 chậu thì Lâm tặng thêm 2 chậu ngẫu nhiên. Đó như vậy thôi. Rất là đã luôn. Đó, có hơn không, có chồng còn hơn ở giá ha. Tấm lòng. Chủ yếu tặng tấm lòng thôi, chứ không có tiền để tặng. Đó, rồi. Tai nan gòn rồi ha. Rồi tiếp theo là loại gì đây các anh chị? Tem này. Này, hát dai Okuni. Chậu này khủng khiếp luôn. Chậu size đại nha, nó rất là to. Đồng thời Lâm đã làm rễ cho nó rồi. Nó Lâm đã bóc vỏ dừa bớt cho các anh chị và Lâm dưỡng nè. Giờ mầm nó lên tua tủa luôn, rễ thì nó cũng ra sum. Đó, cái này là hát dai Okuni, giá của mình là 150.000, bụi lùm to nè, trước nó ra bông rồi nè các anh chị. Bông rất là đẹp luôn, chuẩn lắm. Thử cái này cắt đại mà cái này cũng thơm hết. Ừ, rễ nó bám giờ lấy không ra. Đó, xếp đi cho các anh chị thì Lâm để nguyên cái chậu luôn để bảo vệ bộ rễ của nó. Nó hạn chế gãy thôi. Hạn chế dập thôi chứ này mà dập gãy cũng không có gì. Về nhà mình cắt. Cắt cho nó ra cái rễ mới, nó tức nó ra rễ mới nhanh hơn. Đó các anh chị. Về nhà các anh chị tuốt mấy cái vỏ lụa này nè. Đó, vỏ lụa này mình tuốt ra cho nó sạch, cho nó đẹp. Đó, cho nó thẩm mỹ, gọn gàng, nó sạch sẽ hơn. Tại Lâm số lượng nhiều quá nên Lâm không thể nào mà Lâm đi tuốt từng cây. Người ta bán có mấy cây á, thì người ta còn chăm chút người ta tuốt.
đặc biệt nha, người ta bán là người ta bán một hướng có ba nhánh vậy thôi các anh chị, một hướng ba nhánh này mà giá rất là cao luôn, khoảng 180 đến 250 luôn. Còn Lâm bán nguyên một bụi đó, Lâm chủ yếu là Lâm bán bụi thôi nè, khủng khiếp luôn. HJI Okuni của mình là 150.000, giá không bao giờ hơn 100, giá hôm nay không có loại nào hơn 150 hết, 150 là cao nhất. Mà bụi nó to như thế này nè, nó bụi to nha, mà 150 đó nè, mầm gốc ra tu tủa luôn, quá trời nè. Lâm dưỡng nè, Lâm dưỡng để cho nó rễ nó ra. Trời ơi, vậy các anh chị cứ bỏ vô chậu thôi, vậy các anh chị cứ bỏ vô chậu, bỏ bớt sơ dừa xíu nữa cũng được, rồi bỏ vô chậu rồi cứ thế mà chờ ra hoa thôi ha. Rất là đẹp luôn nè, HJI Okuni, wow, quá đẹp. Chậu bự, chậu lum siêu đại luôn các anh chị, nó trồng biết bao lâu mới được như vậy mà có giá có 150, còn cái đằng kia có 130.000. Nó này HJI Okuni ha, mặt hoa trên màn hình, tên cũng mặt hoa trên màn hình luôn, nó cũng xiên hoa lắm nè, vòi hoa cũ nè, nè vòi hoa cũ nè, đó quá trời vòi hoa cũ nè, quá trời luôn đó. Đặc biệt các anh chị mua sỉ là Lâm sẽ một thùng sỉ của Lâm là 60 chậu các anh chị ha, một thùng 60 chậu. À bên đây nữa, bên này, bên này có mấy chậu Lâm trồng sẵn rồi nè. Cái này là cái gì các anh chị, còn có mười mấy chậu à. Cái này là rainbow nè, đó này sắp tàn rồi, sắp tàn rồi nè, cái lưỡi nè nó biến thiên nè, màu nè. Rainbow này đặc biệt ha, không có hoa nào nó giống hoa nào hết đó. Trên màn hình các anh chị đang nhìn thấy cái hoa vậy chứ, vài bữa các anh chị mua đúng cái chậu này nhưng mà nó ra cái vòi hoa, nó lại ra cái màu khác nữa. Tại vì các anh chị có thấy không, cầu vồng á thì không có cái cầu vồng nào mà giống cái cầu vồng nào hết. Rainbow có nghĩa là cầu vồng các anh chị nha. Đó, cái chậu này Lâm trồng sẵn nè, Lâm trồng sẵn bằng than nè, đó nó ra quá trời luôn này. Rồi hôm nay Lâm sẽ bán rẻ cho các anh chị luôn, còn có mười mấy chậu thôi, hình như là 17 chậu á, 17 chậu nãy Lâm có đếm sơ rồi, là 150.000 luôn. Rainbow 150.000 trồng sẵn nè, nó ra mèo nè, ra mèo chắc chắn là sẽ có hoa rồi. Một số cây đang ra mèo đó nè các anh chị, đó có tim hoa ở trong rồi, có cái tim nhỏ hoa ở trong á thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ ra. À có chậu này nè, Rainbow Gold Star nè các anh chị, nó chậu này Lâm chưa có vô nhưng mà nó ra hai cái nụ thiệt là bự luôn đó, cùng lô luôn mà chưa kịp vô, Lâm sẽ tính giá 150.000 luôn. Nó đang nụ về nhà các anh chị ở Sài Gòn hay như nè, gần gần nè mình mua cái này đó, chậu Rainbow đang nụ. Các anh chị nào chốt á thì cứ nói là chậu Rainbow đang nụ nha, Rainbow đang nụ. Tại vì Lâm bán đồng giá hết à, Lâm không có tính cái nào mà có nụ bán giá cao hay là cái không có nụ bán giá thấp gì hết á, Lâm sẽ tính đồng giá hàng lá hết luôn đó. Thay vì người ta sẽ lựa ra cái nụ người ta sẽ bán giá 200 mấy 300 gì đó, không, Lâm bán đồng giá với hàng lá hết luôn. Và đặc biệt anh chị nào đặt trước thì Lâm sẽ ưu tiên Lâm chọn cái nào có nụ kìa, kìa đó, các anh chị thấy chưa, cái nào có nụ á nè, đó cái nào có nụ thì Lâm sẽ ưu tiên Lâm chọn cho các anh chị trước, chứ Lâm đâu có để lại làm gì nè. Cái này cái mèo ba lớn vậy thôi chứ vài bữa là nó ra nụ nè. Cái tai nan gon này đã lắm, đã là vậy đó, nó tới tuổi trưởng thành hết rồi, tuổi trưởng thành nè, no à, có tim à, có tim, có tim hoa rồi đó. Thì cái nào mà có nụ thì Lâm ưu tiên Lâm chọn trước thôi cho các vị về các anh chị chơi cho nó vui, còn cái nào mà Lâm lựa hết rồi thì Lâm chọn ra hết cho các anh chị trước rồi á, thì các anh chị sao thì mình cứ lấy hàng lá bình thường thì Lâm vẫn tính giá hàng lá thôi ha, Lâm không có bán giá cao hay thấp gì hết á. Rồi Lâm nhắc lại nha, tai nan gold 130.000, HJI Okuni 150.000, Rainbow này cầu vồng nè 150.000, riêng cái chậu Rainbow Gold Star này nè, là cái chậu này Lâm chưa trồng nhưng mà nó có hai nụ, các anh chị nào đặt nhanh thì Lâm sẽ ưu tiên cái chậu này trước đó. Còn mấy chậu kia thì nó đang ra mèo ha, chậu này ảnh lú ra luôn rồi này, nụ này nó chắc gì đâu. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo mình sẽ qua cái luống này. Ồ, nó thơm quá, thơm quá, thơm quá, quá thơm, quá thơm. Hoa này, hoa nè các anh chị, hoa nè, nó là gì đây, ôi đã ơi luôn. Cái này là Brassavola nè, cái nào cũng ra lá là có nụ, ra lá là có nụ đó các anh chị. Này là Taiwan Big Lip, Taiwan Big Lip, Big Lip là cái lưỡi
clip của mình tiếng Anh là cái môi big là to, cái môi to ha, cái môi to, cái thằng này thằng môi to đó nè. Trời ơi cái chậu này anh chị, để Lâm bóc cái chậu lên cho các anh chị xem cái độ khủng của cái chậu như thế nào. Cái chậu này vô mà chậu to là 350 luôn á các anh chị. Đó, khủng chưa? Rất là đẹp luôn. Nhiều chậu đang có nụ lắm nè. Trời cái lưỡi nó đốm đốm thiệt là đẹp luôn nè các anh chị. Đẹp ghê luôn. Nè cái này mới bung, mới bung. Nè, hoa nó ra nó tàn nhiều lắm luôn. Loại này rất là xiên hoa brass mà các anh chị, xiên hoa lắm luôn. Brass thường là nó thơm ban đêm. Giống như nữ hoàng bóng đêm vậy đó, nó thơm ban đêm. Rồi brass Savola này. Các anh chị cứ nói brass gì cái Taiwan Big Leaf, rồi cái tên trên màn hình luôn á, Taiwan Big Leaf là 130.000 nha, 130.000. Chậu bụi lùm to, hàng lá. Cái nào có nụ thì em chọn trước. Trời nó tàn hết rồi nè. Đó. Cái nào cái lá nào cũng có vòi hết luôn các anh chị. Này chơi quanh năm không có sợ gì hết. Trời ơi nó to gì đâu. Nguyên cái bụi trà bá luôn. Taiwan Big Leaf này có 130.000. Về nhà cái này mà các anh chị chịu trồng vô cái chậu phi đây nè. Các anh chị trồng vô cái chậu phi này nè. Phi 25. Nó trồng vô chậu phi 25 cho Lâm là không có cửa luôn. Cái này chắc trồng phi 30 á các anh chị, phi 30 á. Phi 30 đi ha. Cho mốt nó trổ nguyên một bụi trà bá lửa luôn. Đó, 130.000. Taiwan Big Leaf. Thằng môi to. Nè. Đó, nụ nè. Ừ. Chưa. Đó. Trời ơi, nguyên cái luống này đẹp gì đâu. Nè, nụ nữa. Trời ơi, bóc lên cái gặp nụ nè. Vòi hoa cũ nè, nụ nè. Đó, Taiwan Big Leaf. Thì cái nào Lâm nói rồi, cái nào có nụ Lâm sẽ ưu tiên trước cho các anh chị. Nè, cái mặt hoa nè, thực tế trên tay của Lâm luôn. Rồi Taiwan Big Leaf, môi bự môi to ha, 130.000. Đó các anh chị nào cứ 5 chậu là Lâm tặng thêm chậu ngẫu nhiên, còn 3 chậu là Lâm miễn ship rồi ha. Đó nó dạch ra là thấy em nó liền đó. Nụ dạch ra là thấy nụ, dạch ra là thấy nụ, nó dạch bên này thấy nụ nữa, quá trời luôn đó các anh chị nha. Rồi đặc biệt cái này, cái luống này Lâm còn có một khúc nhỏ xíu thôi, cái này tầm 50 chậu thôi. Cái này là thằng mini tím nè, tím hay hồng các anh chị, này tím ha, tím hồng đó. Cái thằng mini này nó rất là thơm luôn, nó thơm dã man. Thơm mà nó ngọt, thơm mùi ngọt ghê luôn á. Này sắp tàn rồi nè, này cũng sắp tàn rồi đó. Nè một chậu như nè các anh chị, rễ ra ghê chưa đó. Cái thuốc kích rễ của Lâm, cái lọ 20cc á, 20cc Lâm phun một tuần, Lâm phun có 2 lần, tuần nào Lâm biến thun phun có 1 lần thôi, kết hợp với các loại phân kia Lâm bỏ vô chung á, Lâm pha vô chung. Trời ơi nó ra khủng khiếp luôn, nó ra cái rễ nó mập ú nù. Cái rễ, nhiều cái rễ nó ra nha, y như chiếc đũa luôn á các anh chị. Nè, Lâm phun cái vàng Vanda của Lâm nè. Đó. Nè, cái vàng Vanda của Lâm phun nè, giờ rễ ra tua tủa luôn. Đó, rễ đầu xanh không à. Đó. Vanda với da, để clip sau đi. Tại vì clip này các la da nó nhiều quá. Bữa nay Lâm đi có 2 luống thôi á. Còn quá trời luôn, bên kia chắc Lâm chưa có đi, Lâm đi 2 luống chắc cũng khoảng 10 mấy loại á. Rồi. Cái này mình kêu là mini tím hay mini hồng? Mini tím đi các anh chị, mini tím đi. Màu nó hơi ngã sang tím, mà tím rất là sang luôn ha, rất là sang và sáng. Cái chậu này á, bụi rất là lùm luôn, 130.000 cho các anh chị luôn nha. Mini tím đi ha. 130.000. Trời ơi nó thơm mà nó ngọt, đã lắm các anh chị ơi. 130.000 nè. Lâm dưỡng thì các anh chị khỏi phải lo, Lâm trồng là nó mướt, mướt mượt luôn nè, bữa đó ra bông rồi. Loại này không cần lưỡi mèo nha. Đặc biệt cái mini này không cần lưỡi mèo. Nó cái Taiwan Big Leaf này nè, không cần lưỡi mèo luôn. Là cứ nhú bông à, có lá là có bông. Đó. 130.000 cho các anh chị luôn. Rồi xong ha, xong cái mini hồng à, mini tím này đi. Mini tím này xong ha. Rồi chúng ta sẽ qua cái này là Amaki. Amaki cái lưỡi nè các anh chị, trời ơi nó sọc đỏ chét luôn. À, cái cánh của nó vàng là vàng sạch luôn, nó sạch sẽ rất là sạch luôn, vàng rất là sạch.
đó. À, nãy giờ Lâm có nói nhanh quá không các anh chị? Tại vì Lâm nói giọng của Lâm là chuẩn miền Nam, nên một số cô chú ở miền Bắc thì các cô chú nói là nghe giọng Lâm không có rõ cho lắm, tức là không có quen. Nhưng mà Lâm sẽ cố gắng để Lâm nói chậm cho các cô chú và anh chị nghe cho nó dễ nha. Đó, các anh chị nào nói Lâm nói chuyện nói giọng khó nghe gì đó thì comment bên dưới là Lâm ơi nói chậm lại giúp chú, hoặc Lâm ơi nói chậm lại giúp cô, giúp anh, giúp chị. Đó thì Lâm cũng cố gắng Lâm nói rất là chậm cho các anh chị rồi ha. Tại vì thời lượng cái clip rất là dài nên Lâm cố gắng Lâm nói nhanh nhanh chút xíu, mà Lâm sợ nói nhanh quá thì các cô chú theo không kịp. Rồi cái này có mèo nè, có mèo, có tim hoa luôn. Này là Amaki nha các anh chị, size đại nha, size đại. Này là hàng, này là hàng xưa. Amaki này là giống xưa, lá rất là to, lá rất là to. Để Lâm đo cái lá muốn bằng 4 ngón tay nè các anh chị, 4 ngón tay của Lâm nè. Cái lưỡi mèo mà nó khô các anh chị đừng thấy vậy mà các anh chị bứt ra nha, cứ để đó đi, vài bữa cái vòi hoa nó sẽ hình thành trong lưỡi mèo khô luôn đó. Nó các anh chị đừng có bỏ nha, thấy nó khô khô vậy tưởng đâu nó úng hay nó thúi nó xấu, đừng có bỏ nha. Đó này, Amaki này nè, bự thiệt là bự luôn đó. 150.000 hay 150 cành, 150k đó. Về nhà các anh chị bóc mấy cái vỏ lụa này ra nè cho nó đẹp nha, trắng trẻo rồi đó, rồi bỏ vô chậu to ha. Bóc bớt sơ dừa nha, bóc bớt sơ dừa bên này nè nè, tại vì cái rễ nó đang ăn bên này thì nó cần cái giá thể mới. Còn cái bên này mình sẽ bóc tới đây, bóc khoảng 3 phần ha. Ví dụ như một chậu như mình chia làm 3 thì mình sẽ bóc 3 phần, chừa lại một phần bên đó nha các anh chị ha. Đó, Amaki này 150.000. Trời ơi, bụi nó to, đẹp gì đâu, hoa thì khỏi phải chê. Đó, đẹp chưa các anh chị? Tay của Lâm thì khỏi phải chê nha. Đó, này Amaki nè. Trời ơi, bụi nó to. Về vô chậu phi 30 hết cho Lâm nha. Về vô chậu phi 30 hết. Đó, ui, 150.000 Amaki. Amaki này hàng xưa đó nha. Đó, nhiều quá nhiều luôn. Amaki này Lâm trồng nhiều nè, này bên đây nữa nè. Đó. Đó, cái rổ này nãy Lâm gom mấy chậu nè. Thôi để chút xíu đi, chút xíu giới thiệu nè, Amaki nè các anh chị. Đó, chưa nó cũng xiên hoa lắm nha. Nè, nè có mèo nè. Đó, Amaki 150k. Cái này nếu mà ở ngoài Lâm không nghĩ là người ta bán 150.000 đâu, ít nhất cũng 280 đến 350. Tại vì chậu này nó to lắm, size nó đại lắm các anh chị. Đó, Lâm bán là Lâm bán theo size cây, với lại tùy theo cái mặt hoa. Ví dụ như nhiều mặt hoa cây ti mà là nó nhỏ hơn chút xíu, nhưng mà tại sao giá nó cao? Tại vì cái mặt hoa đó người ta mới nhân giống, mới lại tạo ra thì số lượng nó rất là khen, nó rất là hạn chế, nên người ta bên Thái á, người ta sẽ bán giá nó cao, thì Lâm nhập giá nó cũng cao. Về nhà Lâm chia sẻ lại giá nó cũng nhỉnh hơn chút xíu đó. Còn cái nào mà ra lâu đời rồi á thì giá nó sẽ rẻ, tại số lượng nó nhiều. Đó nè, thuộc cái này Amaki nè các anh chị. Đó, cái này nó đâu cần ra lưỡi mèo đâu, nó vẫn ra nụ nha. Đó, Amaki nè, không ra lưỡi mèo luôn, nó vẫn ra nụ nè. Đó, bởi vậy Lâm nói rồi, các anh chị thấy cái lưỡi mèo mà nó khô khô đừng có tuốt bỏ nha. Nè, ra mèo nè. Đó, có tim luôn nè. Một lần nữa Lâm cũng nhắc lại luôn, cái nào có mèo Lâm sẽ ưu tiên lựa trước cho các anh chị. Còn cái nào không có mèo á, không có nụ á, tức là Lâm đã lựa cho các anh chị mà mua trước hết rồi, nên các anh chị mà mua sau á, các anh chị vui lòng, đừng có buồn Lâm nha. Đừng có buồn, con quỷ này nó bốc lên gì đâu mà cây hoa với nụ quá trời, mà tới hầu mình đặt không còn một cây. Tại vì số lượng khách hàng đặt của bên Lâm rất là lớn các anh chị. Đó nè, thấy chưa, đó, chỉ cần cái lá thôi là đã có nụ rồi nè. Đó, nên các anh chị đặt mà anh trẻ đừng có la Lâm nha, tội nghiệp. Đó, Lâm không có muốn vậy đâu. Cái nào có bông có nụ là Lâm lựa cho các anh chị hết,
không có chừa cho anh chị nào đâu, là không có ưu tiên mà ai trước ai sau á, thì ai đặt hàng trước thì Lâm sẽ lựa trước, không có cái vụ mà con ông cháu cha ở đây đâu nghe. Ấy làm lớn cái bắt người ta lựa trước hả? Không có đâu, tôi là tôi, ai ship hàng trước là mua trước nha. Rồi nói vui vậy thôi các anh chị, y như mình ship hàng trước thì mình mua được trước, ship hàng sau mua được sau, vậy thôi nha, không có ỷ quen biết nha. Rồi nói vui vậy thôi. Rồi tiếp theo ha, một loại nữa đi. Rồi cái lúa bên này đã hết rồi, tới đây rồi lâm qua cái lúa bên này đi nha. Đó, qua cái lúa bên này, cái lúa bên này mới đỉnh nữa, đỉnh nữa, đỉnh nữa. Cái này á, cái này là cái gì, trời ơi xiên hoa cực kỳ luôn. Cái này các anh chị săn lùng rất là nhiều luôn nè, rồi hoa khô rồi nè, trong Tết nó nở quá trời nở luôn, mà xuất cho các anh chị đâu có được, tại đang thời gian nghỉ Tết mà đâu xuất được nè. Rồi hoa khô quá trời, bữa đó bạc ngàn luôn, hoa nó ra dữ lắm. Cái này á Lâm sẽ gắn tem vô sau nha, tại vì cái tên của nó là gì, Krichaya Delight thăng 3, Krichaya Delight thăng 3. Cái chậu này nó rất là lùm luôn nè, rễ nè, hoa của nó trên màn hình các anh chị thấy thì khủng khiếp lắm, nó rất là tươi sáng và đẹp. Hồi bữa đó nó ra, hồi Tết hả, nó ra quá trời ra luôn nè, dồi nè, dồi quá trời dồi luôn, giờ nó khô hết rồi đó, tàn nó khô rồi. Thì Krichaya Delight thăng 3 này là giá 150.000, đó thấy chưa, bụi này. Cái này trên thị trường Lâm đảm bảo là 350 luôn, gấp đôi luôn á, hơn gấp đôi luôn đó. Nhưng mà các anh chị mua của Lâm là 150.000 thôi đó, không, bữa nay không có loại nào mà giá trên 150.000 hết nha các anh chị. Nó này là toàn bộ là hàng lá luôn, tại vì bông nó tàn hết rồi, vài bữa về nó ra cái khác cho các chị chơi đó. Trời ơi rễ nè, ghê quá, quỷ này trồng sao mà rễ dữ không biết nữa đó, trời ơi này nè, bóc lên thấy rễ không, bóc lên cái chậu thấy không thấy giá thể mà thấy rễ không đó. 150.000 Krichaya Delight thăng 3, cái màu này là màu rất hot luôn, nhiều anh chị đã săn lùng cái loại này. Lúc trước Lâm có sức một lô nhưng mà không có đủ đó, bây giờ Lâm trồng cho nó đẹp nè, đủ chuẩn, to bự chà bá đó nè. Quá đẹp luôn. Rồi Krichaya Delight thăng 3 này 150.000. Rồi qua tiếp loại thứ, rồi tiếp theo, nãy giờ quá trời rồi, đi mới chưa hết hai lúa mà nói chuyện muốn hết nổi luôn anh chị đó, nên Lâm cố gắng Lâm nói từ từ cho các anh chị luôn. Cái này là pin impress, pin impress, cái bông của nó rất là to và cái bông của nó rất là thơm. Đặc biệt cái bông của cái loại này hả, nó to là to bằng cái thô, cái tô luôn các anh chị, gần bằng cái thao luôn á, chà bá luôn. Cái bàn tay mình xè ra hả chị, bàn tay mình xè ra vậy mới chứa đủ, là nó bự dữ lắm luôn. Rồi pin impress này, cây mà nó lá mít tròn cứng, tròn cứng nè, mà nó dày nữa, nó xanh mướt luôn nè các anh chị. Đó, đẹp chưa, là 130.000 nha. Rồi pin impress 130.000, pin impress, pin impress, pin impress, cái tên trên màn hình các anh chị luôn. Thì nhiều cô chú không biết đọc tiếng Anh hay gì đó, nhiều anh chị không có đọc được, nó khó đọc quá, thì hãy chụp màn hình lại rồi gửi Zalo cho Lâm nha. Lâm có số Zalo 0978813282, số của mình đang chạy dưới màn hình luôn. Nhiều anh chị mê coi cây Lâm quá, mê coi hoa quá mà không biết cái số điện thoại ở đâu, là chạy lúc nào cũng ở dưới cái màn hình đó nha. Rồi pin impress của mình là 130.000 nha. Nhắc lại một lần nữa, 3 chậu là Lâm đã miễn phí ship, 5 chậu Lâm sẽ tặng thêm một chậu ngẫu nhiên cho 10 anh chị đầu tiên nha. Đó, pin impress này lá mít tròn rất là đẹp luôn. Này mà chơi khỏi cần chơi bông nữa, chơi thân lá thôi cũng đẹp rồi, nó mọng nước mà nó no, nó đã ghê đó. Đó, pin impress, lúc trước Lâm có một loại pin impress này nhưng mà chậu rất là to. Đó, chậu rất là to, Lâm cũng bán giá 180 mà chứ không có hơn 200.000 ha.
Rồi, pin Impress này 130.000 xong, qua nha các anh chị nha. Rồi, cái này có nụ rồi thấy chưa, nó nóc luôn nè. Nó thấy cái nụ vàng vàng, tưởng đâu người ta hả, người ta hư hả, không có đâu. Nè, mấy cái nụ này đừng có bỏ nha, mấy lưỡi mèo á. Thấy người ta vàng vàng, cái bỏ toàn ôi, lỡ rẽ nó ra nè. Đó, nụ nó nóc trong này nè các anh chị, đang thui nè thấy chưa. Đó, này là Siam White. Cái bông của nó cũng bằng cái thao luôn nè, lá nè, lá bự lắm nha, lá nó bự lắm mà lá nó cong 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 nhìn lạ. Siam White trâu, ôi chậu này nó bự ghê luôn nè, nhưng mà giá nó nhiêu các anh chị, có 130.000 thôi ha, này bán rẻ luôn. 130.000 Siam White cho các anh chị luôn, màu trắng mà nó hồng hồng tím tím luôn, lạ lắm mà nó thơm nữa. Siam White 130.000 cho các anh chị luôn. Này, chậu như thế này nè, chậu thì có chậu nhiều thân hơn, chậu ít thân hơn chút xíu, nhưng mà đa số là nó sẽ lầm, rất là lầm luôn ha. Lâm quay từ tổng thể đến chi tiết cho các anh chị. Tao ơi, chậu này nó bự nè, từ tổng thể đến chi tiết, chậu nào bự Lâm lựa trước cho các anh chị, chậu nào còn ít thân Lâm sẽ để lại Lâm nuôi cho nó bự nữa, cho nó đạt tiêu chuẩn 130.000 rồi Lâm mới sức nha. Đó thì 60 chậu là đã được giá sỉ rồi nha. Đó, này Siam White 130.000 nha các anh chị ha. Siam White 130.000, chậu siêu to khổng lồ luôn. Đó. Rồi qua chưa? Qua luôn, qua Siam White ha. Rồi tiếp theo cái này mới đỉnh nữa nè. Lá cũng lá mít tròn do luôn. Rồi ôi, bóc ra là dính rễ, bóc ra là dính rễ. Đó, cái này là Chai Rắc Summer. Summer là mùa hè các anh chị. Ờ, cho chị chậu mùa hè, cho anh một chậu mùa hè là Lâm biết rồi. Chai Rắc Summer màu hồng rất là đẹp luôn và rất là thơm, hoa cũng hoa đại không, trời ơi, bữa nay toàn hoa đại, chà bá lửa bằng cái thao cái tô không à, quá trời đẹp các anh chị. Chai Rắc Summer mùa hè. Rồi giá của mình là 150.000. Chậu này cái hoa này nó không có số lượng nhiều các anh chị, không có số lượng nhiều. Bởi vì Lâm mới nói là cái loại nào mà được lai tạo mới nè, số lượng không nhiều mà cát này cắt đại nữa nên giá của nó nhỉnh hơn chút xíu thôi. Nhưng mà mình chủ yếu mình sưu tầm ha. 150.000 các anh chị nha. 150.000 Chai Rắc Summer 150.000. Đó. Hoa mùa hè. Đó, cát lai da mùa hè. Giá Summer. Lâm có cái tem, cái này chưa gắn tem nha. Lâm có cái tem, khi nào mà xếp đi á, Lâm có thể là gắn trên cái lá nè, để các anh chị biết cái tên, về nhà mình treo lên mình biết cái tên để không mình lộn. Nhiều anh chị kêu Lâm là làm cái mã, nhưng mà Lâm không có làm cái mã nha. Thì làm cái mã là rất là nhiều mã thì mình sẽ không có nhớ cái số. Đồng ý là khi mà mình bán, ví dụ mình bán, người ta bán livestream, người ta mã số 1, mã số 2, mã số 3, mã số 4 gì đó, người ta cho các anh chị chốt dễ. Nhưng mà khi các anh chị, ví dụ người ta bán sai mặt hoa các anh chị, khiếu nại người ta ở mã số 1 đó sao sai mặt hoa, là người ta không có biết, người ta bán một lần một là người ta không có biết. Còn Lâm bán cái tên, có tên rõ ràng, có căn cước công dân rõ ràng đó. Căn cước công dân rõ ràng nên khi mình nói cái tên ra là Lâm nhớ cái tên. Nó bán 100 loại 1.000 loại hay sao đó, Lâm cũng phải nhớ cái tên đó, mình nói cái tên ra là mình biết. Còn xài mã là để người ta bán, người ta một lần một là người ta bán, người ta cuốn gói mất tiêu rồi. Còn mình là mình vườn, có gì các anh chị khiếu nại rồi Lâm còn biết đường, mà cái này ra bông hết rồi nên các anh chị khó khiếu nại Lâm lắm. Các anh chị khiếu nại là sao, là chụp hình báo cho Lâm, trời ơi hoa nó đẹp quá Lâm ơi, không ngờ là hoa nó đẹp vậy. Rất là nhiều anh chị chụp hình khoe cho Lâm hết hồn luôn đó. Tưởng đâu cái gì, ai gì khoe cái bông, nói từ tưởng đâu khiếu nại mình gì hết hồn. Nhiều anh chị cũng chơi rắn mắt lắm, hù nhỏ vậy đó. Rồi này Chai Rắc Summer 150.000 nha các anh chị. Rồi cái này đứt hàng khá lâu, cái này đứt hàng khá lâu, cái luống tiếp theo nè đứt hàng khá lâu. Cái này là Pet Python. Pet Python này hoa rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp nè, có mèo nè các anh chị, nhiều chậu hả, nó ít thân vậy mà nó có mèo. Mấy cái chậu này nè các anh chị, mấy cái chậu này về nhà các anh chị có thể tách làm hai chậu nha, cho nó mau ra bông. Tại vì nhiều khi nó trồng nó bự quá, nó chặt chội,
nó tốt vậy á mà nó không có ra bông. Khi mình tách ra rồi nó tức quá nó ra bông, nó độc vậy đó. Anh Lâm hay tách âm, kêu các anh chị tách âm là vậy đó. Thế để nguyên cái chậu này cái mình lấy cái dao rọc giấy á, thật là bén ha, mình tách cái kịch ở dưới. Tách cái kịch ở dưới đây cho nó ra cái hướng mới nó nhanh nè. Với lại nó tức nó ra bông, đó vậy đó. Còn các anh chị muốn ra bông thì định kỳ hàng tuần mình tưới 5 60 15 cũng được, 5 60 15. Tại cát này mình khi mà nó ra cái mầm chút xíu vậy rồi thì mình cũng phải tưới để phân hóa mầm hoa rồi ha. Chừng một lóng tay, hai lóng tay là bắt đầu mình tưới rồi. Mà này Lâm cũng tưới thường xuyên lắm nên cái vườn của Lâm ra bông cũng nhiều lắm. Này là Pet Python nha. Pet Python nó gần giống với Charac Summer đúng không? Nhưng mà không phải giống đâu. Tại vì Pet Python này cái thân lá của nó tím hơn. Đó, các anh chị nhìn. Bởi vì Lâm mới nói là Lâm phải gắn tem lên cho các anh chị để các anh chị biết cái tên mà phân biệt được. Này Pet Python này giá là 150.000 luôn các anh chị nha. Giá 150.000 luôn. Cây rất là đẹp luôn. Đẹp ghê gớm luôn. Đó. Vườn của Lâm là tuốt bên kia bông quá trời kìa mà Lâm sẽ không bước qua đó. Lâm sẽ không bước qua cái luống đó đâu. Tại vì rất là nhiều luôn. Các anh chị sẽ bị phân tâm là mình không có tập trung được. Tại vì mấy chục loại lận là mình theo không có kịp. Nên Lâm sẽ giới thiệu bữa nay, hôm nay chắc 11 loại đó. Đầu tiên ha. Đầu tiên là Lâm. Thứ nhất là Rainbow nè. Còn có 17 chậu á, Rainbow cầu vòng á, là giá là 150.000. Lâm trầm bằng chậu phi 18 thang sẵn luôn. Rồi thứ hai là Tainangon. Tainangon xiên bông cực kỳ là 130.000. Thứ ba là cái gì? Hát dai Okuni, bụi lùm to, Lâm bóc vỏ dừa sẵn rồi, kích rễ sẵn rồi là 150.000. Rồi tới gì nữa? Tới Taiwan Bitlip. Taiwan Bitlip là Parad này nè. Taiwan Bitlip này, hoa muôn năm là 4 loại ha, 4 loại 130.000. Rồi cái mini tím này là loại số 5. Mini tím loại số 5 này là 130.000. Rồi cái này là Amaki, số 6 là Amaki nè, số 6 nè, đại luôn, 150.000 số 6. Rồi số 7 đằng đó là Krichaya Delight thân 2, số 7, 150.000. Số 8 là Pin Impress, 130.000. Số 9 là Siam White, 130.000. Số 10 là Charac Summer mùa hè, 150.000. Số 11 là Pet Python, bụi to luôn đó, hoa đại trà bá lửa là số 11 ha, là 150.000 luôn cho các anh chị. Rồi các anh chị Lâm lựa sẵn nè những cái chậu mà ngẫu nhiên cho các anh chị ha. Khi nào các anh chị mua 5 chậu Lâm sẽ tặng thêm một chậu ngẫu nhiên này đó. Cái này có nụ luôn nè, này Himanu nè, có nụ nè, này Rainbow. Lâm sẽ tặng một chậu ngẫu nhiên rồi về nhà nó nở hoa cho các anh chị ngẫu nhiên, cho các anh chị bất ngờ luôn ha. Đó thì các anh chị nào mua 10 chậu Lâm sẽ tặng thêm 2 chậu ngẫu nhiên luôn. Bữa nay 11 loại lận mà đúng không, 11 loại Lâm sẽ tặng trong cái đám ngẫu nhiên này nha, chứ còn cái đám kia là Lâm sẽ chia sẻ cho các anh chị, còn cái này là Lâm tặng nha, tặng còn dư nè, mấy chậu lẻ dư Lâm tặng nha. Đó thì các anh chị một lần nữa thì chưa đăng ký kênh của Lâm thì hãy nhấn nút đăng ký kênh của Lâm và chia sẻ cho Lâm nha các anh chị nha, để mọi người cùng lan tỏa tình yêu hoa lan cắt tay da trên toàn quốc cũng như ra nước ngoài. Rồi các anh chị người nước ngoài coi comment Lâm cũng nhiều lắm nha, coi Lâm cũng nhiều lắm á, khoái. Nhiều anh chị bên Mỹ hỏi gửi qua Mỹ được không, rồi gửi qua Úc được không, Canada được không. Nói chung các anh chị cũng nhớ quê mà, nhìn cái giường tốt vậy đó. Nói chung là Lâm thấy là cũng rất là vui khi anh chị ủng hộ Lâm. Rồi số điện thoại của Lâm một lần nữa là 0978 813282. Các anh chị có thể gọi cho Lâm trực tiếp nè, nhắn tin SMS hoặc là Zalo cho Lâm cũng được. Zalo thì đỡ tốn tiền nhé. Vậy thôi. Đó. Rồi nhắc lại cái chính sách của mình nữa ha. Thì các anh chị mua 3 chậu là Lâm đã miễn phí ship rồi. Mua 5 chậu là miễn phí ship, tặng thêm một chậu ngẫu nhiên cho 10 anh chị đầu tiên. Rồi mua 10 chậu thì Lâm sẽ tặng 2 chậu ngẫu nhiên nha. Còn những cái này thì các anh chị sưu tầm thiệt là nhanh, tại vì khách sỉ người ta cũng lấy nữa các anh chị. Cứ lấy thùng 60 chậu, thùng 60 chậu thì cũng mau hết ha. Mà Lâm bán cái này Lâm dưỡng trồng cũng lâu rồi. Bán cũng rất là nhanh, tại vì nó rất là tốt luôn ha. Nên các anh chị rất là mê trồng vườn của Lâm là vậy á.
tại vì nó dễ trồng. Phần thuốc của Lâm thì phần bón nó cũng nhẹ nữa, nên các anh chị rất là mê luôn ha. Rồi một lần nữa Lâm cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn. Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.